Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly chia sẻ cho quý bà con chúng ta về một loại cây nhãn mới nha, là nhãn không hạt. Bên trong ăn hoàn toàn là không có hạt luôn, chỉ có một cây duy nhất là cây nguyên thủy thôi. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Hiện tại thì bên Ly cũng đang xuống một xe hàng này là hàng độc lạ thôi, hàng độc lạ. Rồi bên kia là có một chiếc cẩu đang chờ để cẩu đi giao hàng cho chủ đầu tư nha bà con. Cây to, cây lỡ, cây lớn nha. Nơi đây là nơi để trưng bày cây to, cây lỡ, cây lớn thôi. Cây nhãn đang hoa rất là nhiều. Quý bà con chúng ta thấy không ạ? Những loại cây giống to thôi nha. Bên Linh đang nuôi ở trong vườn rất là nhiều. Lựa những cây đẹp nhất thì đem ra trưng bày tại trung tâm cây giống đây. Đây là có cây mận. Mận MST đang cho trái. Trái lủng lẳng ở trên. Cây này cao khoảng 3 mét luôn. Cây này có chủ đầu tư chốt rồi. Bạn cho em qua cái. Đây. Đây để em Ly quay cho quý bà con chúng ta cùng xem chân dung của cây nhãn không hạt nha. Nhãn không hạt nha, Ly xin nhắc lại là nhãn không hạt. Cây tàn tán xum xê luôn. Chiều cao của cây thì cao khoảng 2 mét. Trên cây đang có hoa và có trái luôn. Đây, trên cây đang có hoa và có trái luôn nha. Đây ha bà con. Đang có trái, đây có một trái nè. Một trái rồi đang để đây. Đây thêm một chùm trái nữa nè. Chùm trái này 3 trái nữa là 4 trái. Cây này đã có 4 trái. Hiện tại vô nuôi trong cái chậu bé nha. Nuôi trong cái chậu bé mà đang có được 4 trái. Nhãn không hạt nha bà con, chỉ có một cây duy nhất là cây nguyên thủy giống như vậy. Thì bên Ly có những cái cây cải tạo thôi, còn cái cây này cây nguyên thủy nè. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Hôm nay thì Liên về nhiều loại cây nhãn độc lạ và đang cho trái lắm nha. Có cây nhãn nhãn tiêu ngọc phong hả bà con. Nhãn tiêu ngọc phong trên cây cũng đang cho trái nữa. Có những cái chùm trái của cây nhãn tiêu đâu rồi. Cây toàn là đây, trái đây. Trái nè. Rồi hoa nè. Hoa trái con nè. Nhiều lắm. Nhãn tiêu ngọc phong nha, ăn ngon lắm nha bà con. Bên trong ăn gáo nước cơm dày. Hạt nhỏ xíu thôi. Nhãn tiêu mà quý bà con chúng ta biết, nhãn tiêu thì là cái hạt nó nhỏ. Còn riêng về cây nhãn này là nhãn không hạt nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Cái hoành của cây thì đâu đó tầm khoảng là cỡ 20. Hoành cỡ 20, tàn tán đẹp nha. Lá lú rồi xum xê, cây đang đi tược đi đọt rất là đẹp. Cây này thả xuống là những cái trái này nè, nó có sẵn thì quý bà con chúng ta ăn xong đợt trái này rồi chúng ta trồng xuống, nó kéo theo một cái cơ đợt nữa nha, kéo theo một cái cơ đợt nữa thì nó sẽ ra trái. Nhãn không hạt ha, thì bên đây còn nhiều loại cây giống lắm nha bà con, còn nhiều loại cây giống to nằm ở bên trong. Thì ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây nhãn không hạt ha, nhãn không hạt cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo nha. Đây là nhãn tiêu nè. Nhãn hạt tiêu. Rồi có nhãn hai bo. Nhãn hai bo cũng rất là nhiều, cây to lắm nha. Thì tùy theo anh chị thích trồng cây to, cây giống nhỏ gì thì bên Ly đều có cung cấp hết ha. Đây là những cái cây chôm chôm, cây chôm chôm to. Chôm chôm to này. Những cái cây to giống như vậy thì bên trung tâm cây giống phải đi giao bằng đường xe cẩu mới được. Đang chuẩn bị cẩu xe bên đây sang qua cái xe bên kia. Và Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bên trung tâm cây giống là đơn vị cung cấp cây giống nhỏ này cũng như cây lớn, cây lỡ ha, thiết kế bonsai, thiết kế sân vườn cho quý bà con chúng ta. Cô chú anh chị là chúng ta có nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Bên Ly chuyên về cây ăn trái, cây nhỏ và cây giống lớn nha. Anh chị nào chúng ta quan tâm thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Đây là chân dung của cây nhãn không hạt và những loại cây giống tại trung tâm cây giống ha. Ô cây mận đang cho trái. Mận MST ăn ngon lắm nha. Anh chị nào chúng ta thích ăn trái mận á thì quý bà con chúng ta không bỏ qua cây mận MST này, sai trái và dễ đậu trái nữa. Bên đây có cây giống nhỏ. Rồi có cây lỡ lùn hơn một tí xíu, tầm khoảng 1,5 mét. Rồi có cây cao khoảng 2-3 mét giống như vậy luôn. Cây cỡ nào thì Ly cũng có.
Ủa này đi giao cho cái chị nào ở đâu? Hôm nay thì đi giao cho cô Phụng ha. Cô Phụng ở Thủ Đức. À, Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Đây. Cô lấy rất là nhiều cây nha. À, 3 cây. Đây 3 cây cam canh lỡ nè. 3 cây quýt đường lỡ, 2 cây vú sữa lớn. À, tắc ngọt Đài Loan nè, nhãn là Phụng Châu, nhãn tím chôm chôm Thái ha, chôm chôm Thái đây ha. Cái đơn của cô là 18 triệu. 18 triệu. 18 triệu nhưng mà lấy được đâu mười mấy cây ha, mười mấy cây mà cây nào cũng to cao bự hết nha bà con. Trồng hết nguyên một cái sân vườn nhìn rất là đẹp nha. Bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống ha. Giá rất là yêu thương luôn. Anh chị nào chúng ta quan tâm như thế nào thì gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình nha. Bên Ly tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nữa ha. Đây, hiện tại thì cũng đang sang xe nè, sang xe về cây chôm chôm Thái. Cây chôm chôm Thái to cao rất là bự luôn, 5 triệu rưỡi trên một cây nha bà con. Đây, đây cô cũng chốt nè, một cây 5 triệu rưỡi đây, chôm chôm Thái. Cái hoành to lắm, cái hoành khoảng 80-100 gì đó, hoành to lắm. Bên Ly có một cây nhãn nữa nè, cây nhãn này là nhãn lông trắng nha, nhãn lông trắng gốc to nha, này là dáng thú kỳ lông, dáng con kỳ lông, hàng độc lạ sưu tầm. Cái này anh chị nào mà có cái sân vườn to to hoặc là những cái biệt thự á, trồng lên cây nhãn này là bao xinh bao đẹp luôn, khi nó trái nha, có trái xuống thòng thòng nhìn trắng trắng xóa trên cây luôn, nhìn đẹp lắm. Ly quay cho quý bà con chúng ta cùng xem nè. Hôm nay thì bên Ly đi giao tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức nha.